Hi, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục mình rải phân ure xanh này cho vườn hoa lê ơn của mình nha mọi người. Này ure xanh nó, mình rải ure xanh này cho nó bóc nó tốt hơn ure trắng nha mọi người. Mình rải phân ure xanh này để cho nó dài, nó cao cái cần bông của mình ra nha mọi người. Mình rải ure này mình rải vừa vừa thôi chứ mình không có cần rải nhiều đâu nghe mọi người. Mình rải vừa vừa, mình rải thúc cho nó cái cần bông nó đẩy cần bông lên thôi nghe mọi người. Bông của mình cũng nhiều bạn hỏi mua, đặt mua nhưng mà mình không cứ gửi đi cái về các tỉnh được nghe mọi người. Cứ các bạn nào muốn mua bông của mình thì cứ vô trực tiếp trong vườn mình rồi mình nhổ mình bán thôi chứ mình không có gửi đi xa được đâu nghe mọi người. Các bạn cũng thông cảm như mình. Vườn mình cũng đang nhổ bói ít ít thôi, ngày cũng mấy trăm cây bông thôi chứ cũng chưa có rộ, cũng chưa có nhổ nhiều nghe mọi người. Phía trên này là vườn của người ta cũng đang vườn này nó rộ rồi, người ta đang nhổ, giờ vẫn còn nhổ nè mọi người. Vườn mình thì mình nhổ lúc sáng là mình nhổ xong hết rồi mọi người.
bỏ ure xong rồi giờ mình đi mở máy mình tưới sơ qua nha mọi người. Nếu mình bỏ phân xong mà mình không tưới là nó nóng, nó bốc hơi lên là nó hư hết bông nha mọi người. Là lúc nào bỏ phân xong mình phải tưới qua vậy cho nó tan phân đều ra nha mọi người. Mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn vô xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ mình và đừng quên cho mình một like.